Chậu chín rồi đấy. Ba hơn 30 chậu hôm nay rồi. Không, bây giờ phải gọi cái xe kia để cẩu cho nó tiện. Không rồi cẩu lại về là lại mệt. Giờ 10 giờ rồi, 11. Hồi nãy cho cẩu về, không rồi chiều lại cẩu thì nó mệt. Anh em đang bon bây giờ này. Nghỉ. Xong đến chiều mới lại cẩu, tối mới lại cẩu thì nó mệt. Những cái xe này như thế cũng gần xong rồi đấy, chậu thứ 9 à? 20 chậu đấy, một nửa rồi. Ba xe nhưng mà cái chính là xe kia giả hàng ấy, bảo 3-4 giờ chiều mới xong thế này. Thank you.